Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh The Jenny Show. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm mua vé Blackpink của mình. Đầu tiên, các bạn hãy theo dõi hết tất cả các trang mạng xã hội của Blackpink từ Facebook, Twitter, Instagram. Bên cạnh đó, các bạn đừng quên theo dõi các trang bán vé của các nước, ví dụ như Thái Ticketmaster hay là Ticketmaster. Và khi theo dõi những trang mạng xã hội này, bạn sẽ nhận được thông tin ngày giờ bán vé nhanh nhất. Khi bạn đã xác định được nước quốc gia nào mà bạn muốn đến đến xem concert thì bạn hãy ghi chú lại ngày bán của nó và cũng như là trang web bán. Khi bạn đã xác định được trang web bán đó thì bạn hãy nhanh chóng ký đăng nhập tài khoản trên trang web và nhập hết tất cả các thông tin cá nhân trên đó để khi mua vé các bạn sẽ không cần nhập lại nếu họ yêu cầu. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp họ sẽ kêu bạn nhập lại những thông tin đơn giản như là tên, số passport hoặc là số tài khoản ngân hàng của bạn. Tiếp theo, các bạn phải chuẩn bị thẻ Credit, Debit, thẻ Visa, thẻ Mastercard để có thể mua vé trên các trang bán vé nước ngoài. Và đặc biệt, các bạn phải chuẩn bị số tiền nhiều hơn số tiền bán của một giá vé. Bởi vì thường thì mua vé trên trang mạng nước ngoài thì họ sẽ trả thêm các bạn tiền phí cũng như là phí chuyển đổi ngoại tệ của tài khoản ngân hàng các bạn. Điều lưu ý tiếp theo là các bạn đừng bao giờ refresh cái trang xếp hàng. Bởi vì một khi bạn refresh thì các bạn sẽ xếp hàng từ đầu. Các bạn hãy kiên nhẫn và đợi cái thanh xếp hàng chạy. Bởi vì cái thanh xếp hàng chạy nhanh hay chậm còn tùy vào cái lượng truy cập của file lúc đó cũng như là tùy vào wifi của bạn. Cho nên mình mới lưu ý các bạn hãy ngồi cái chỗ có wifi mạnh thì các bạn sẽ vô được cái trang mua vé nhanh hơn những bạn fan khác. Vậy khi vào trang mua vé rồi thì lúc này các bạn hãy thao tác thật nhanh để có thể mua vé mà mình mong muốn. Nhưng sẽ có những trường hợp xấu như là cái vé bạn mua sold out. Thì lúc này các bạn hãy đấm F5. Bấm F5 nhiều lên. Bởi vì sẽ có những trường hợp nhiều fan thanh toán không thành công thì tiếp theo các bạn hãy mua membership của nhóm các bạn phát hành. Cái này tùy nhóm nha. Giống như Blackpink hôm bữa có bán membership và nếu bạn fan nào đã mua membership thì những bạn fan đó sẽ được mua vé sớm hơn những bạn fan không có membership từ 1 đến 2 ngày. Cho nên có membership rất có lợi các bạn ạ. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội giành vé hơn. Ví dụ hôm mua dành cho membership mà các bạn không mua được vé thì ngày hôm sau các bạn vẫn còn cơ hội mua vé. Nên đừng tiếc tiền mà mua không mua membership nhé. Tiếp theo, vào ngày săn vé thì các bạn cần chuẩn bị gì? Đầu tiên các bạn hãy xác định rằng mình săn vé trên thiết bị điện tử nào. Bạn có thể săn vé trên PC hay laptop hoặc điện thoại. Nhưng các bạn cần phải lưu ý một tài khoản chỉ được sử dụng trên một thiết bị. Khi bạn sử dụng quá hai thiết bị thì các bạn sẽ bị out ra bất ngờ. Các bạn không muốn điều đó xảy ra đâu. Bởi vì các bạn sẽ phải xếp hàng lại từ đầu đó. Các bạn hãy săn vé ở nơi có wifi mạnh. Wifi mạnh sẽ giúp các bạn có thể truy cập vào trang mua vé nhanh hơn. Bởi vì thường vào thời điểm mua vé có thể hàng trăm ngàn, hàng 200.000 fan truy cập vào một lúc thì nó sẽ rất là lắc. Vé đó sẽ nhả trở lại và bạn sẽ có cơ hội mua vé đó. Và mình chính là một ví dụ, mình đã mua được vé thành công nhờ những cái vé nhả đó. Cho nên các bạn yên tâm, hãy bình tĩnh và các bạn sẽ mua vé được thôi. Vậy sau khi bạn đã điền hết thông tin, sau khi bạn đã thanh toán, thì tiếp theo các bạn hãy chờ email xác nhận thanh toán đến từ trang web. Tiếp theo đó, các bạn hãy check vào tài khoản của mình trên trang web là mình đã nhận được e-ticket chưa? Thì lúc này các bạn có thể nhẹ nhõm bởi vì mình đã mua vé thành công rồi. Sẽ có những trường hợp là các bạn đã thanh toán thành công, đã có email xác nhận mà vẫn chưa có e-ticket thì các bạn hãy bình tĩnh và chờ khoảng từ 24 đến 48 tiếng. Bởi vì có thể lượng truy cập lúc đó đã quá tải, hệ thống vẫn chưa load kịp nên vé vẫn chưa về với email của các bạn. Sau đây là mình có quay lại clip truy cập vào trang bán vé ở bên Singapore để làm ví dụ cho các bạn. Đầu tiên các bạn vô sẽ thấy gặp được cái trang là trang chuẩn bị vô xếp hàng. Trang này thì các bạn có thể vào sớm trước một tiếng
30 phút, 45 phút tùy các bạn. Đây, tiếp theo đây là trang xếp hàng. Trang này như mình đã nói thì các bạn tuyệt đối đừng refresh nó. Một khi các bạn đã refresh thì các bạn sẽ xếp hàng lại từ đầu nha. Cái thanh xếp hàng này nè sẽ chạy nhanh hay chậm tùy vào lượt truy cập hiện tại cũng như là tùy vào wifi của các bạn. Các bạn có thể thấy cái thanh này chạy rất nhanh nếu cái lượng truy cập lúc đó đã giảm và wifi bạn mạnh nha. Đây nó sẽ hiện sau khi là thuật toán, nó đã tính toán hiện tại có bao nhiêu người truy cập thì nó sẽ dự tính mình sẽ vào được trang web mua vé sau 1 tiếng. Nhưng các bạn yên tâm, cái này nó chỉ là dự tính thôi. Các bạn có thể truy cập vô nhanh hơn dự kiến, có thể 30 phút, 15 phút là các bạn đã vô rồi. Các bạn đừng tin tưởng quá nhiều về thời gian này nha. Hãy kiên nhẫn đợi, cái thanh này sẽ chạy rất nhanh thôi. Và đây, như các bạn đã thấy, hiện tại mình chỉ mất 28 phút thì cái thanh xếp hàng này nó đã load sắp xong. Không phải 1 tiếng đâu nha các bạn ơi. Khi cái thanh này load xong thì các bạn sẽ được tự động đến trang bán vé. Và các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã đăng nhập trước đó nha, để tốn thời gian phải đăng nhập lại đó các bạn. Đây, từ từ nó sẽ cho mình vô cái trang bán vé nè. Đây là giao diện bán vé ở bên Singapore. Những thông tin này các bạn nên chắc chắn là mình đã đọc trước khi mua vé. Sau khi các bạn bấm buy ticket, nó sẽ đưa bạn vô cái sơ đồ bán vé. Như hiện tại nó là available, nhưng các bạn cứ bấm vô đi nha. Bởi vì có sẽ những có trường hợp nhả vé cho những bạn thanh toán không thành công. Nó sẽ có 4 bước. Đầu tiên mình sẽ chọn vé trên sơ đồ, chọn chỗ ngồi. Nó sẽ random số hàng, số ghế. Đó là theo như mình thấy ở bên Singapore. Còn lúc trước lúc mà mình đi săn vé ở bên Malaysia với Thái Lan thì nó không random nha các bạn. Các bạn phải chọn. Nếu đó không phải là sitting, nếu đó là standing. Còn sitting các bạn phải chọn nha. Standing nó sẽ random cho bạn số hàng, số queue đấy. Số queue của bạn càng nhỏ thì các bạn càng đứng gần sân khấu. Và theo như mình kiểm tra thì tất cả các ghế đều đã sold out. Và với sơ đồ ở Singapore này thì thực sự thì ngồi ở trên mấy hàng ghế phía trên rất xa các bạn, rất 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 xa. Nhiều khi các bạn phải coi màn hình thôi. Thì lúc này bạn thấy sold out rồi thì các bạn cứ refresh. Các bạn sẽ thấy 4 bước nha. Đây, mình đã phát hiện ra một chỗ. Tức này các bạn hãy nhanh tay lên. Nó đã sold out. Có thể lúc đó là mình và những người khác cùng bấm một vị trí và ai sẽ là người nhanh nhất thì sẽ mua được nó thôi.
Thực tế cái clip này mình đã bấm F5 rất nhiều lần. Mình đã quay cái clip màn hình này hơn 30 phút để mình có thể cố gắng là mua được vé cho các bạn xem. Nhưng thực tế thì nó đã sold out hết. Nó có nhả vé một hai lần nhưng khi mà tới bước confirmation thì nó bị giăng ra báo là vé đó đã được mua. Nên thực tế là sau khi mà mình đã vô trang này trễ hơn người khác 28 phút thì sau đó là các ghế đã sold out hết rồi. Mỗi ngày nó sẽ chia một lượng vé nhất định để bán. Như ở bên Singapore thì nó đã bán vé 3 ngày trước cho các bạn có membership, cho các bạn sử dụng sản phẩm của sponsor hay là các bạn mua vé qua Live Nation Resale. Còn hôm nay sẽ là bán vé cho General Sale, bạn fan nào cũng thể mua được. Nhưng theo tình hình thực tế thì giống như mình lần hôm trước thì bên Malaysia, bên Thái Lan vào ngày General Sale cuối cùng thì lượng vé còn rất ít. Nên như là mình đã chia sẻ thì các bạn nên mua membership để có thể mua vào ngày đầu tiên, ngày sớm nhất thì lúc đó lượng vé ra rất nhiều. Đó, mình đã F5 rất nhiều lần nhưng không được các bạn ơi. Hơn là mình đã mua vé được ở bên Thái Lan rồi đó, chứ không nếu mà mình sang bên Sing thì rất khó khăn. Có thể là mình sẽ không mua được cái vé mà mình mong muốn. Bởi vì thực tế mình bên Malaysia, bên Thái Lan mình cũng mong muốn mua được vé rồi. Nhưng cuối cùng vé gọi là hết. Chỉ còn vé standing và mình mua được vé standing VIP. Standing A1 ở bên Thái Lan. VIP là hết vào những ngày đầu tiên các bạn ạ. Sân bên Thái Lan chỉ có sức chứa hơn 19.000 người thôi nhưng mà lượng fan truy cập mua rất đông. Và thời điểm đó là mình phải đợi tới hơn một tiếng mấy mới có thể vô được trang mua vé. Và lúc đó thì đương nhiên những cái vé rồi đã sold out hết rồi. Cho nên bạn mạnh cũng như là cộng với sự may mắn thì các bạn sẽ mua được vé thôi. Ở đây các bạn cứ bên Singapore thì sau 4 bước thì các bạn sẽ mua được vé. Và các bạn kiểm tra email coi nó có gửi email xác nhận hay chưa. Và kiểm tra bên trang web tài khoản là mình đã có được gửi e-ticket ở trên đây chưa. Cho nên trước khi mua vé các bạn hãy vào trang mua vé này và luyện các thao tác mua vé trước để có thể nhanh chóng bấm nhanh và kèm với người khác. Và đó là những gì mình đã chuẩn bị cũng như là kinh nghiệm mua vé của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn đừng quên subscribe, like và chia sẻ kênh của mình nha. Hẹn gặp các bạn vào tháng 1 ở Bangkok. Mình sẽ quay những clip vlog du lịch Thái Lan của mình cũng như là quay clip về concert. Xin chào các bạn.